Rồi đây là cái quy trình mà mình đóng bếp cho khách nha cả nhà. Bây giờ là mình đang đóng hàng để tí bên Viettel Post họ sẽ vào họ lấy. Những đơn hàng qua thì mình sẽ dùng app để mình đóng. Khi đóng xong thì mình có ghi mã trên này. Với lại một cái sản phẩm này thì nó cứ mình làm một bịch nó 50 cái như thế này nè cả nhà ha. Đây, sản phẩm bếp thường xuyên đây. Đó, mình cứ làm 50 cái như thế này. À, với hiện tại thì mình cũng đang làm cái sản phẩm nó chắc hơn một tí, đó là mình sẽ có mã vạch trên này luôn. À, cái hôm xưa mình ghi rõ như thế này đi. Vì vì có nhiều đơn hàng mình thấy khách nhận xong rồi chụp hình gửi lại cho bên mình hỏi là ủa Nấm ơi, sao tôi thấy cái bịch bên anh nó có cái này cái kia gì đó. Thì mình kêu là nhìn kỹ lại thì không phải sản phẩm mình mới khổ. À, nên mình làm cho nó kỹ càng hơn tí ha. Khách khi nhận thì có cái mã vạch chép như thế này cho nó chắc đi. Đó, nó an toàn, đúng hàng, mua đúng người. Bây giờ mình sẽ đóng đây, những cái bịch này đóng như thế này đây. À, bát phun sương này thì dùng tưới rau, tưới nấm, tưới tất tần tật, cái gì tưới được cứ tưới đúng không? Rồi mình sẽ review một vài mô hình cho cả nhà xem nha.